Nhìn từ vị trí này, sân vận động quốc gia Mỹ Đình vẫn cho thấy được vị thế. Thế nhưng, với những hình ảnh cận cảnh thì lại hoàn toàn trái ngược. Các vết nứt vỡ chạy dài theo khu vực tường bao sân. Các nắp cấm hoen gì, chỗ còn, chỗ mất. Đầy rác rưởi ở khu vực khán đài. Mặc dù gặp khá nhiều phản ứng của khán giả và đã qua 2 trận AFF Cup rồi, thế nhưng đến thời điểm này các hàng ghế của khán đài C và rất nhiều khu vực khác cũng đang còn khá bẩn, chưa có dấu hiệu được lau chùi và có lẽ bẩn đến mức mà khán giả đến đây họ không ngồi nữa mà họ đứng hẳn lên trên ghế. Mặt sân Mỹ Đình cỏ vàng úa, đan xen dày đặc là các lớp cỏ đã chết khô. Nền đất cứng, cỏ mọc không đều, lỗ chỗ. Thậm chí có những vị trí cỏ lưa thưa, lộ nhiều đất như thế này. Nhếch nhác bên trong khán đài, bên ngoài sân, khu vực cho thuê mặt bằng trái phép cũng ngổn ngang, bừa bãi. Với người hâm mộ, họ không thể chấp nhận chất lượng của một sân vận động quốc gia như vậy. Cái việc xếp sân cỏ như là cái bãi cỏ cho bò gặm ấy. Nghe nó hơi tệ. Nói chung là thực sự là tệ, thiếu sự quan tâm, thiếu sự chăm sóc. Gần đây thì tôi cũng có vào nhưng mà nói chung là sân chán quá tôi lại quay về, bởi vì chất lượng là tồi quá. Thế mà tôi chỉ thắc mắc là đầu tư bao nhiêu tỷ rồi vào mà cái sân vẫn cứ để nguyên như vậy thì nó thật mà tôi là khán giả tôi cũng không thể chấp nhận được. Ông Khôi, Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đơn vị đang thuê sân Mỹ Đình 800 triệu đồng một trận để tổ chức các trận đấu của AFF Cup. Dù đã bỏ số tiền cao hơn nhiều những năm trước, những đích thân ông vẫn phải trực tiếp xuống sân để kiểm soát và đốc thúc ban quản lý đảm bảo vệ sinh khán đài hay tăng cường chăm sóc sân cỏ. Khi mà cái mặt sân nó quá xấu như vậy thì chúng tôi không thể nào mà vui được. Anh hỏi câu hỏi đấy thì là phải nói thực sự, nếu mà tôi nói thẳng, không ai vui được. Và chúng tôi cũng nhẫn nhịn và chấp nhận những cái gì chỉ trích từ phía quần chúng khán giả và hâm mộ. Chúng tôi không phải là cơ quan quản lý của cái sân này, cho nên chúng tôi không thể nào tác động vào được. Phóng viên liên lạc lãnh đạo Ban Quản lý Khu Liên Hợp Thể thao Mỹ Đình, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp cho chất lượng sân vận động, để tìm hiểu vấn đề, thì Ban Quản lý đã từ chối trả lời. Sân Mỹ Đình từng là niềm tự hào, là bộ mặt của thể thao Việt Nam. Ở thời điểm này, khi đội tuyển Việt Nam bước vào các trận đấu trên sân nhà, thì sân Mỹ Đình lại là tâm điểm chú ý khi xuống cấp, ảnh hưởng đến việc thi đấu của các cầu thủ. Từ chỗ lợi thế được đấu trên sân nhà lại có thể trở thành bất lợi.